chúc mẹ sao? Con chúc mẹ sao? Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Nói lớn lên tí nào. Con là tên gì? Bánh gì? Bánh bánh này là gọi là bánh bánh trứng. Hân phát chúc mẹ là sao? Em gái, con thích em gái đúng không? À, rồi Tiến Quốc Minh chúc mẹ đi. Chúc mẹ vui vẻ. Rồi sao nữa? Chúc mẹ vui vẻ. Rồi, giờ nữa. Chúc mẹ vui. Có thật. Trời ơi, mẹ cảm ơn hai con nha. Rồi con hôn hai con. Chúc mẹ hôn gà. Yeah, rồi bây giờ hai con hôn mẹ một cái. Rồi, tới anh Phát đâu? Phát đâu? Phát hôn đi. Hôn mẹ hai. Rồi, mẹ cảm ơn hai con nha.